sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp từ cây sâm báo vốn được mệnh danh là Đại Việt đệ nhất danh sâm, tập đoàn Trishul Group sớm kết nối với các nhà khoa học Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn từ thảo dược mang chất lượng quốc tế. Là dòng sản phẩm trọng điểm, sâm báo Trishul được quy hoạch nuôi trồng, canh tác hữu cơ tại các vùng dược liệu đạt chuẩn GAP, chú trọng đầu tư công nghệ trong nhân giống, nghiên cứu mẫu đất, mẫu nước cho gieo trồng diện rộng. Sau thu hoạch, sâm báo được xử lý và chế biến trên dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP với nhiều tính năng vượt trội như tăng cường hệ miễn dịch, giảm stress, mất ngủ, trầm cảm, chống lão hóa và làm đẹp, tăng cường sinh lý. Cây sâm báo đã được Trishul Group dày công khôi phục nuôi trồng và sản xuất, cho ra đời dòng sản phẩm chất lượng để phục vụ người tiêu dùng. Mở rộng thị trường ra quốc tế cùng với những đóng góp cho cộng đồng, Trishul cũng là doanh nghiệp vừa nhận được giải thưởng thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2020. Chúng tôi đã rất thành công với sản phẩm Ancan tiêu u lành tính, sản phẩm Nuchi Ancan thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm Fukudan kết hợp với Nhật Bản để hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư. Trong năm tới đây, chúng tôi sẽ phát triển các dòng sản phẩm từ cây dược liệu quý sâm báo được nuôi trồng sạch tại tỉnh Thanh Hóa để tạo ra những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp như là nước uống tăng lực sâm báo, viên nang sâm báo, mỹ phẩm và các cái sản phẩm khác từ cây sâm báo.